Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh mochi nhân đậu đỏ. Bánh mochi là một trong những loại bánh tiêu biểu của ẩm thực Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm món bánh mochi nhân đậu đỏ này nhé. Để làm được món bánh mochi nhân đậu đỏ này thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 120g đậu đỏ, 160g bột gạo nếp, 10ml dầu ăn, một chút xíu muối và khoảng 130g đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên thì đậu đỏ mình sẽ rửa sạch, sau đấy mình ngâm với nước ấm chừng 4 tiếng. Các bạn có thể ngâm với nước lạnh được 8 đến 10 tiếng thì càng tốt nhé. Sau khi mình đã ngâm đậu với nước ấm chừng 4 tiếng thì đậu đỏ của mình đã nở ra như thế này. Bây giờ mình sẽ mang đậu đỏ đi luộc nhé. Mình sẽ cho đậu đỏ vào trong một cái nồi và cho thêm vào khoảng 500ml nước nữa. Sau đó mình sẽ bật bếp lên và đun cho đến khi đậu đỏ của mình chín nhừ. Các bạn nhớ để ý nồi đậu của mình nhé. Khi mà nước trong nồi đã cạn mà đậu của mình chưa chín thì các bạn cho thêm nước vào. Và các bạn cứ nấu cho đến khi nào đậu của mình chín mềm thì mới được nhé. Khi các bạn nhìn thấy hạt đậu đã nứt ra và mình có thể dùng đũa để tách đôi cái hạt đậu ra như thế này. Rất là dễ dàng như thế này, nghĩa là đậu của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho đậu nguội nhé. Sau khi luộc chín đậu thì mình sẽ cho đậu ra bát và để cho đậu nguội bớt. Tiếp theo thì mình sẽ cho đậu vào trong máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Mình để cho đậu nguội bớt thì khi mình xay thì nó đỡ hại máy xay sinh tố các bạn nhé. Mình sẽ cho thêm vào cùng với đậu khoảng 200ml nước nữa để xay cùng đậu. Mình sẽ xay nhỏ đậu ra. Sau khi đã xay nhỏ đậu thì mình sẽ cho phần đậu vào trong một cái chảo. Mình sẽ cho vào cùng với đậu khoảng 100g đường các bạn ạ. Sau đấy mình sẽ bật bếp lên và xem cho đến khi nào đậu của mình nó trở nên sền sệt lại là được. Trong quá trình nấu các bạn nhớ đảo đều tay nhé, để cho cái bột đậu của mình nó không bị lắng xuống đáy chảo và nó dễ bị cháy đấy. Khi đậu đã bắt đầu sền lại như thế này thì mình sẽ cho 10ml dầu ăn và mình sẽ đảo cùng với đậu nhé. Các bạn nên để nhỏ lửa xuống để cho đậu của mình không bị cháy nhé các bạn nhé. Các bạn cứ xem cho đến khi nào mà đậu của mình nó đặc sệt lại như thế này là được nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho đậu ra bát để nguội. Sau khi đã để cho nhân đậu nguội đi thì mình sẽ nhân đậu thành các cái viên đậu các bạn nhé. Mình sẽ làm lặn thành 6 viên. Mình sẽ lặn được 6 viên nhân như thế này các bạn ạ. Nhân thì mình sẽ nặn hơi to một chút nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn làm phần vỏ bánh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào
bột, một chút xíu muối mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đấy mình cho vào bột khoảng 180ml nước các bạn ạ. Mình sẽ cho từ từ và quấy đều bột lên. Mình sẽ quấy cho bột tan hết ra trong nước các bạn nhé. Các bạn cho nước vào bột sao cho khi mình quấy tan bột với nước thì khi mình nhấc đũa lên thì bột của mình nó chảy thành dòng như thế này các bạn ạ. Như vậy là được. Các bạn điều chỉnh lượng nước cho phù hợp nhé. Nếu mà thấy bột của mình còn khô thì các bạn cho thêm nước, và các bạn cũng không nên cho nước loãng quá thì đến khi mình làm bánh nó sẽ khó đấy. Bột của mình như thế này là được các bạn ạ. Sau khi đã quấy tan bột với nước rồi thì bây giờ mình sẽ mang bột đi hấp chín các bạn nhé. Mình sẽ cho bát bột đã chuẩn bị sẵn vào trong nồi nước. Sau đấy mình bật bếp lên và hấp cho đến khi bột chín, tầm khoảng 25-30 phút các bạn ạ. Hấp chừng 30 phút khi mà bột đã chín. Các bạn có thể dùng cái đũa chọc vào bột và kiểm tra xem bột chín hay chưa nhé. Bột của mình chín rồi thì mình sẽ cho bột ra ngoài, sau đấy cho bột vào một cái chảo. Sau khi hấp xong thì bột của mình đã rất là dẻo như thế này rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho vào bột khoảng 30g đường. Mình sẽ tiếp tục bật bếp lên và để ở chế độ nhỏ lửa. Mình sẽ quấy đều cho đường tan vào cùng với bột. Các bạn cứ pha nước theo tỷ lệ như mình hướng dẫn. Pha mà đến khi mình nhấc cái đũa lên thì bột của mình nó chảy xuống thành dòng ấy. Thì khi mình hấp xong rồi bột của mình rất là dẻo. Mình đánh bột cũng rất là dễ luôn. Các bạn cứ để nhỏ lửa và quấy cho đến khi bột của mình nó dẻo quánh lại như thế này là được nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho bột ra ngoài. Sau khi đã nấu chín phần bột thì mình sẽ để cho bột hơi nguội đi một chút. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái thớt và phủ lên trên thớt một lớp bột gạo nếp khô. Các bạn cho nhiều nhiều một chút nhé. Sau đó mình sẽ cho phần bột mình đã nấu chín lên trên thớt. Mình sẽ phủ lên trên bột một lớp bột nếp khô để mình làm cho khỏi dính tay các bạn ạ. Bột của mình rất là dẻo. Mình sẽ nhào qua bột một chút nhé. Mình sẽ tán cho bột mỏng như thế này này. Wow, rất là nóng luôn. Mình phủ nhiều bột khô một chút để lát nữa mình nặn bột nó sẽ không bị dính tay các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ cắt bột ra làm 6 phần, tương ứng với 6 phần nhân mà lúc mình đã nặn đấy các bạn. Giờ thì mình sẽ cùng với các bạn gói bánh nhé. Nếu mà các bạn thích ăn bánh nhỏ hơn thì các bạn sẽ chia bột ra làm nhiều phần hơn và mình sẽ làm nhân nhỏ hơn. Mình sẽ kéo cái bột cho nó mỏng ra các bạn ạ. Bột rất là dẻo.
đấy mình sẽ cho nhân vào và mình ném các mép bánh lại như thế này các bạn ạ. Các bạn ném hai bên bánh song song lại với nhau lại nhé. Mình nặn bánh rất là mỏng. Sau đấy các bạn xoay bánh thành hình tròn như thế này này. Tiếp theo các bạn vo tròn cho cái bánh của mình nó được tròn, nó được nhẵn các bạn nhé. Vậy là mình đã có một chiếc bánh mochi như thế này các bạn ạ. Các bạn làm tương tự cho đến khi hết bột nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh mochi nhân đậu đỏ rồi đấy. Nếu đã quá quen thuộc với những món bánh của Việt Nam, Hàn Quốc thì hôm nay các bạn hãy thử làm một món bánh mang đậm chất hương vị của Nhật Bản để thử thức xem nhé. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh nhé.